Rồi bên cạnh đó là chúng ta đã có được cái album là Love Song 4, đúng không ạ? Và với mang tên là Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn. Và cũng như là rất nhiều những anh chị em phóng viên cũng như là các đầu báo nổi tiếng cũng đã nhận xét được rằng là chị Hồ Ngọc Hà của chúng ta càng trưởng thành thì giọng hát lại càng lên hơn, đúng không ạ? Rất là cảm ơn tất cả.
Và qua đây thì cảm ơn Trung một lần nữa đã gọi là lúc nào cũng vì Hà và hy sinh cho Hà rất là nhiều và mang lại những giá trị của những cái sản phẩm này. Như mọi người cũng biết là Hà thì là người rất là khó tính, nhưng mà nếu mà đã hiểu rồi thì cực kỳ dễ tính. Và khi mà Hà đã tin rồi thì Hà không check một cái gì nữa. Và cũng giống như bộ phim này, có ai nói xấu gì trong phim mà về Hà thì Hà cũng chịu luôn. Bởi vì là phim này Trung quay, mọi người quay và mọi người dựng. Mọi người lấy câu gì, cắt câu gì là bạn này. Chứ Hà không, hoàn toàn không hề biết và không động một giây nào ở trong bộ phim này. Thì ra qua đây cảm ơn Trung rất là nhiều. Và cảm ơn Thư cũng như các em trong T-Production đã dành rất là nhiều tháng qua chỉ vì một bộ phim về Hà thôi. Nên yêu các bạn rất là nhiều. Dạ, dạ đó. Xin mời chị Hà xuống chụp hình ạ. Dạ, xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ luôn ạ. Sẽ cùng xuống dưới này để chụp chung một tấm hình ạ. Xin mời chị Hà, xin mời anh Hưng. Dạ. Mình xuống dưới này mình chụp chung với lại ở đây cho đẹp ạ. Dạ. Xin mời tất cả các nhạc sĩ ạ. Xin mời tất cả những người đã đồng hành cùng các bạn dưới lớp song năm 2020. Và tất cả các anh chị nghệ sĩ cũng sẽ cùng với phía trên đây để lưu lại khoảnh khắc này cùng với là nhiều Ngọc Hà. Người ta tên Hà, mình quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa được xem một bộ phim của T-Production và Duy Hồng Hồng Hà. Đó chính là bộ phim Rồi Một Ngày Hà Nói Vừa Thường Yêu. Rất cảm ơn tất cả quý vị vì đã dành thời gian quý báu của mình ngày hôm nay đến đây để chung vui cùng với lại T-Production cũng như là chị Hồng Hồng Hà. Và xin được lưu ý với tất cả các anh chị là vào ngày mai, ngày 16 tháng 12 năm 2020, thì bộ phim của chúng ta sẽ chính thức có trên nền tảng Galaxy Play. Các anh chị nha, và hy vọng rằng là tất cả anh chị sẽ cùng lan tỏa thông tin này cũng như tất cả các fan hâm mộ của chị Hồng Ngọc Hà sẽ được xem bộ phim này ở trên nền tảng Galaxy Play để chúng ta cũng có thể chung vui năm 2020 rất là trọn vẹn đối với chị Hồng Ngọc Hà. Song 2020 và đây là một rất kỳ khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi chúc thực sự là thăng hoa và hẹn gặp lại mọi người vào những dự án tiếp theo của Duy Hồng Ngọc Hà cũng như của Team Production và hẹn gặp lại vào dự án Love Song tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị quay em có đẹp. Quay đầu luôn. Trước quay là lâu vậy ha, chỗ đẹp. Ở đây quay xấu quá. Mình đi lên trên đi chị. Lên trên đây. Chị đây em đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.